Chào tất cả các bạn. Đây là những con binh bông á. Binh bông á, tiếng dịch ra tiếng Anh là quả bóng á, bụng nó tròn. Bên mình thì có hàng sỉ hàng lẻ luôn. Video này là nói về binh bông á. Các anh chị các bạn mà có yêu mến kênh thì nhớ vào trại các kiển Diamond đăng ký kênh nha các bạn. Khi nào có nhiều video mình sẽ up lên cho các bạn tham khảo. Có nhiều dòng loại cá mới lạ, các anh chị tham khảo. Nếu mà có thích á, thì có nhu cầu thì cứ liên hệ để đặt hàng để mua ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết một số con cho các bạn coi. Đây là những con bên trong nè, nhìn cực dễ thương luôn. Đẹp lắm, u nu u nần, bạn thấy nó lội cũng thấy thương đó các bạn. Cái đuôi nữa nè, trước là 2 đôi 300 nghìn, là mỗi nó đuôi 100 nghìn nữa đúng không? Rồi cái này đây, con này là màu vàng, nửa là nó thành màu vàng đó bạn, dễ thương không? Hay cần mấy con, các bạn mà thích cái con nhiều màu á, con này nè màu trắng sữa bông. Mấy cái con màu trắng á, các bạn mà đi lựa trong mấy cái shop á, thường thường là nửa nó ra thành màu khác chứ nó không có ra màu trắng nữa, cho nên lựa mà đủ màu á là không có đâu. Nó ra màu vàng vàng chanh chanh gì nè, màu vàng chanh giống gì nè, dễ thương không? Ui nu nè, để vô hồ á nó lội trong mắt, mắt thấy cưng đó các bạn. Này con này dễ thương nữa nè. Con này nó trâu nhiều nè các bạn. Bạn thấy mấy cái hộp hộp trên người nó không? Mấy cái hộp mà nhiều quá thì con cá nó mới đẹp. Đó, những con cá đẹp đó. Mình bắt những con cá đẹp cho bạn coi đó. Các bạn mà có thích một màu thì con này màu đỏ. Thích giống giống như con ngựa thì bắt con này. Dễ thương không? Cá thì nhiều loại lắm. Các bạn mà mấy con binh bông này nó hiền đó các bạn. Nuôi chung với tất cả loại cá được, nhưng mà phải coi loại gì để nuôi với nó. Thì những loại cá nó thường ăn hiếp nó lắm, nó ghẻ mấy con này. Con này nó đẹp mà nó hiền nữa. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Có coi được video thì nhớ like giùm mình ha. Video này nói về binh bông nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn luôn. Có hàng sỉ lẻ luôn các bạn. Rồi, vậy ha.